ngày 7 tháng 11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Tư 1988 ở xã An Nông, huyện Triệu Sơn, nguyên là công an huyện này, từ tội gây rối trật tự công cộng sang tội cướp tài sản và đã được Diện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Như báo giao thông đưa tin, vào khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 7, tại ngân hàng giết côn băng chi nhánh Nghi Sơn, ở thôn Nam Yến, xã Hải Lính, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, xảy ra sự việc cựu trung quý công an huyện Triệu Sơn Đào Xuân Tư đi xe máy đeo biển số Nghệ An, đội mũ bảo hiểm bịt kín mặt bất ngờ xông vào trụ sở chi nhánh giết côn băng Nghi Sơn thấy khả nghi, ngay lập tức, hai nhân viên bảo vệ thuộc công ty bảo vệ ca thăng long đơn vị ký hợp đồng bảo vệ cho chi nhánh ngân hàng, đã kịp thời ngăn chặn thì bị đào xung tư rút súng ra để tìm cách xông vào bên trong trụ sở, nhưng đã bị một trong hai bảo vệ đẩy ra khỏi cửa trụ sở. Khi bị đẩy ra ngoài, cựu trung úy đào xung tư đã nổ súng khiến một bảo vệ bị thương, rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến ngày 7 tháng 8 năm 2019, Đào Xuân Tư đã ra đầu thú và giao nộp khẩu súng 19, năm viên đạn và các tang vật khác có liên quan. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định về diệt kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Trung úy Đào Xuân Tư, cán bộ Công an huyện Triệu Sơn. Đồng thời, điều tra, làm rõ để khởi tố vụ án hình sự,